Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Quê Nhà Channel, Home Channel. Kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho quý vị và các bạn nghe cuốn Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Câu chuyện tại sao mẹ không giặt quần áo cho con? Con đã 10 tuổi rồi, phải học cách tự giặt quần áo. Người mẹ không nhận quần áo mà cậu bé mang đến. Con là một người đàn ông, con phải tự lập. Cậu bé hậm hực nói, các bạn lớp con đều là mẹ giặt quần áo cho. Tại sao mẹ không giặt quần áo cho con chứ? Bởi vì con là đàn ông, mẹ cậu vẫn không nhận lấy quần áo. Hừ, cậu bé tức giận, ném quần áo xuống nền nhà, để bố giặt cho. Bố cậu thấy vậy, liền nhặt quần áo của cậu bé lên. Không, mẹ cậu lấy lại quần áo từ trong tay bố, rồi để lên ghế sofa và nói, để nó tự giặt. Mỗi khi cậu bé có quần áo bẩn, thì cậu đều bảo mẹ giặt cho. Nhưng lần nào mẹ cậu cũng từ chối giặt quần áo cho cậu và cũng không để cho bố cậu giặt hộ. Mẹ cậu hết lần này đến lần khác muốn cậu tự giặt. Nhưng cũng vì thế mà lần nào cậu bé cũng tức giận ném quần áo xuống nền nhà. Lúc này mẹ cậu lại bình thản nhặt quần áo dưới đất để lên ghế sofa. Số quần áo bẩn trên sofa ngày càng nhiều, số quần áo sạch của cậu bé cũng vì thế mà ngày càng ít đi. Cho đến một hôm, cậu đã mặc hết tất cả số quần áo sạch của mình. Mẹ ơi, mẹ giặt quần áo cho con đi. Cậu bé mong chờ nhìn mẹ. Mẹ yêu, mẹ giặt cho con nhé. Con trai à, người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Con đã là một người đàn ông, vì vậy con phải học cách tự lập, con hiểu không? Để bố giặt cho, bố cậu bé đưa tay về phía quần áo bẩn trên sofa. Không được, người mẹ vội ngăn lại. Hãy để con tự giặt. Người mẹ bưng một chậu nước sạch đến và đặt một túi bột giặt phía trước mặt cậu bé, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Cậu bé mím môi, đổ bột giặt vào chậu nước, rồi lại khuấy hoài cái, sau đó cho quần áo vào trong chậu. Nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. Sau một hồi bận rộn, cậu vớt quần áo ra từ chậu nước. Sau mấy lần giặt, nước trong chậu vẫn rất đục. Lúc này, người mẹ liền lấy quần áo từ tay cậu bé rồi treo lên. Sau khi cậu bé giặt xong quần áo, người mẹ mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy vệt nước mắt của cậu bé và nói, con trai, con đã lớn rồi. Sáng hôm sau, cậu bé phát hiện số quần áo mà cậu giặt lại rất sạch sẽ. Mẹ cậu mỉm cười nói với chồng, anh thấy con trai chúng ta quen chưa kìa, nhìn xem quần áo con giặt sạch biết bao. Từ đó, cậu bé giặt tất cả quần áo của mình và giặt ngày càng sạch hơn. Ở trường, cậu bé thường nói với các bạn, các cậu nhìn xem quần áo mình tự giặt sạch chưa này, mình đã tự lập rồi. Một hôm nửa đêm dậy đi vệ sinh, cậu bé phát hiện ra đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng. Hơn nữa, còn vang lên tiếng giặt quần áo. Cậu bé nhẹ nhàng bước đến nhà vệ sinh, thì ra là mẹ cậu đang giặt quần áo và đó lại là những quần áo hôm nay cậu vừa tự mình giặt. Bài học trưởng thành. Nhà soạn kịch Ibsen đã từng nói, người mạnh mẽ nhất trên thế giới chính là người tự lập. Tự lập là điều vô cùng quan trọng, chỉ có người có khả năng tự lập
mới có thể tồn tại tốt hơn trong xã hội. Vì cho con có một tương lai tốt đẹp mà người mẹ đã buộc phải nghiêm khắc để cậu bé học cách tự làm những việc của mình. Câu chuyện mẹ giận rồi. Tục ngữ có câu, người lớn giao việc thì trẻ em làm việc. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại. Đa số các gia đình hiện nay đều là trẻ con giao việc, người lớn làm theo. Cha mẹ đã quen làm tất cả mọi việc cho con cái, nghe theo và cho đi một cách mù quáng. Còn con cái thì dường như cũng quen với việc sai bảo cha mẹ và coi đó là chuyện bình thường, lẽ đương nhiên, giống như sai bảo người giúp việc vậy. Mẹ ơi, đồng phục của con bẩn rồi, mẹ giặt cho con, ngày mai chào cờ con phải mặc. Bố ơi, bố rửa cho con quả táo. Mẹ ơi, mẹ lau nhà kiểu gì thế? Ướt thế này, xích nữa làm con ngã đấy. Mẹ mau lau khô đi. Mỗi ngày, Trí đều sai bố mẹ làm việc như vậy, làm bố mẹ cậu cuống cuồng làm theo. Tuy nhiên, mỗi khi bố mẹ bảo cậu làm việc gì đó, thì cậu lại không làm. Trí ơi, con giúp mẹ xuống cổng chung cư lấy đồ nhé. Con không đi đâu, mẹ tự đi không được à, con còn phải học bài nữa. Thực ra là do lười làm việc vặt. Giờ ăn tối hôm nay, Trí vừa xem tivi vừa ăn. Lúc bố mẹ đã ăn xong hết thì cậu vẫn chưa ăn xong. Cuối cùng, khi cháo đã nguội thì cậu lại gọi mẹ. Mẹ ơi, cháo nguội rồi, mẹ đun nóng lại cho con. Mẹ cậu tức giận nói, mẹ giục con ăn nhanh lên bao nhiêu lần mà con cứ không nghe. Cháo nguội rồi thì con tự đun nóng lại đi, tại sao chứ? Mẹ chẳng phải mẹ là người chăm sóc, chăm nom cuộc sống của con sao? Từ lúc sinh con ra, mẹ đã nghỉ việc ở nhà, chẳng phải mẹ nói là để chăm sóc cho con sao? Mẹ cậu nghe vậy xích nữa tức phát khóc. Vì lúc đó con còn nhỏ, không có ai trông con nên mẹ mới bất đắc dĩ phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Đó là vì mẹ yêu con nhưng mẹ không phải bảo mẫu của con, để con sai việc này việc kia. Thấy mẹ nổi giận, Trí mới tự đi đun cháo. Việc Trí sai bảo bố mẹ làm việc vặt đã trở thành chuyện bình thường. Cậu đã hiểu sai rằng bố mẹ chính là người phục vụ cậu. Chúng ta cần phải biết rằng tất cả những thứ cha mẹ làm cho chúng ta đều xuất phát từ tình yêu thương. Chúng ta không được sai khiến cha mẹ giống như sai khiến người giúp việc. Ngược lại, chúng ta cần làm những việc mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ với tấm lòng biết ơn về sự chăm sóc của cha mẹ đã dành cho chúng ta, và để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cái. Bài học trưởng thành. Chúng ta đã lớn rồi, phải học cách tự lập, không được dựa dẫm mãi vào cha mẹ. Câu chuyện những tin nhắn không bao giờ xóa. Từ hồi về hưu, mẹ tôi bỗng dưng không thích ở nhà, hôm nào cũng tìm đủ lý do để ra ngoài. Còn tôi thì có quá nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mẹ. Khi làm thêm giờ, cần mẹ giúp tôi đón con. Khi không muốn nấu cơm thì muốn về nhà mẹ ăn chực. Khi có bạn bè tới chơi, cần mẹ giúp làm mấy món đãi khách. Vì thế, mỗi khi không tìm được mẹ, tôi lại lo lắng. Hôm đó, nhân dịp ngày của mẹ, tôi tặng mẹ một chiếc điện thoại di động, nhắc mẹ luôn mang theo bên mình. Như thế này thì con khỏi lo, không tìm được mẹ nữa, tôi nói. Như thế này thì mẹ có thể phục vụ con 24 trên 24 giờ rồi nhỉ? Mẹ tôi vừa nói, vừa mỉa mai tôi. Sắm điện thoại di động cho mẹ đúng là rất tiện. Có lần mẹ tôi đang định ra ngoài, tôi gọi điện một cái, thế là mẹ quay về luôn. Tôi cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu.
Mẹ ơi, hôm nay cháu ốm, mẹ đưa cháu đi khám bệnh nhé. Mẹ ơi, cái áo kẻ caro màu hồng con quên ở nhà mẹ, mẹ giặt giúp con nhé. Trong điện thoại của mẹ, hoài tin nhắn của tôi. Tin nhắn rác cũng rất nhiều. Mỗi lần về thăm mẹ, nếu không có việc gì làm, tôi lại lấy điện thoại của mẹ ra chơi, tiện khởi xóa bớt tin nhắn. Nhưng một thời gian sau, mẹ không cho tôi xóa tin nhắn nữa. Mẹ nói mẹ tự biết xóa. Tôi đoán là mẹ có những tin nhắn không muốn xóa, sợ tôi xóa mất. Thoát cái đã 2 năm kể từ ngày mua điện thoại di động tặng mẹ. Hôm nay tôi tiện tay mở điện thoại của mẹ lên, tình cờ đọc được một tin nhắn đã lưu trong máy 2 năm nay. Đó là một tin nhắn tôi gửi cho mẹ. Còn nhớ hôm đó tôi rủ một đồng nghiệp về nhà mẹ ăn cơm. Vì không báo trước, mẹ tôi không kịp chuẩn bị gì, chỉ có cơm canh đơn giản. Mẹ tôi vốn coi trọng thể diện, nên hôm đó đương nhiên là rất ngại. Sau khi khách ra về, mẹ cứ trách tôi làm cái gì cũng qua loa đại khái. Còn tôi thì nói mẹ nghĩ ngợi nhiều quá, người ta đến chơi là để thăm nhà thăm cửa, chứ đâu phải chỉ đến ăn. Cứ như vậy, mẹ một câu, tôi một câu, thành ra cãi nhau. Hôm sau, bố nói với tôi, mẹ giận tôi đến phát khóc. Tôi cũng suy nghĩ mãi, cứ thấy bứt rứt trong lòng. Thế là tôi nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con yêu mẹ. Không ngờ tin nhắn đó lại trở thành báo vật đối với mẹ tôi. Thảo nào mẹ không cho tôi xóa tin nhắn nữa, bà sợ tôi không để ý xóa luôn tin nhắn này. Đọc được tin nhắn mẹ không nỡ xóa, tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi gửi cho mẹ cả nghìn tin nhắn, đòi mẹ giúp tôi làm cái này cái nọ. Nhưng nói con yêu mẹ thì chỉ có duy nhất một tin nhắn. Trong cả nghìn tin nhắn này, tỷ lệ giữa tình yêu tôi dành cho mẹ và tình yêu mẹ dành cho tôi là 1/999. Tôi bèn đi sang phòng khác, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, con luôn muốn nói rằng con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ. Chuông báo tin nhắn vang lên. Mẹ tôi cầm điện thoại lên xem. Tôi thấy mẹ cười thật tươi, khóe mắt ương ướt. Bài học trưởng thành. Hầu hết chúng ta đều không biết sự quan tâm của chúng ta dành cho bố mẹ quan trọng như thế nào đối với họ. Hãy học cách thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với bố mẹ. Tuy ban đầu sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng hãy nhớ đây chính là món quà quý giá nhất mà bố mẹ luôn muốn nhận được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe kênh Quê Nhà Channel, Home Channel. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho kênh một đăng ký, một bình luận, một chia sẻ và một like. Còn bây giờ, kênh Quê Nhà Channel, Home Channel xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.